Còn bây giờ sẽ là những tin tức đáng chú ý trong chuyên mục Cuộc sống bốn phương. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua 21 tháng 10, Trung tâm Dự báo Báo bão Quốc gia Mỹ NHC cho biết cơn bão nhiệt đới Raymond hiện đã áp sát bờ biển Thái Bình Dương của Mexico. Dự báo đây sẽ là một cơn bão lớn và tiếp tục phát triển mạnh lên khi đổ bộ vào bờ. Theo NHC, tâm bão hiện cách thành phố Acapulco 185 km về Đông Nam với sức gió lên đến 120 km một giờ và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 11 km một giờ. Dự báo trong vòng 48 giờ tới, bão Raymond sẽ gây mưa lớn kéo dài tại bờ biển miền Trung và Nam Mexico, gây lũ quét và sạt lở đất trước khi bị suy yếu. Cũng theo dự báo của NHC, bão Raymond có thể sẽ gây thiệt hại nặng cho khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ven biển Acapulco, nơi vẫn đang khắc phục hậu quả của cơn bão Manuel hồi tháng trước. Ủy ban Thủy lợi Quốc gia Mexico đã yêu cầu các công dân sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng nhanh chóng sơ tán và tìm nơi trú ẩn. Ngoài ra, ủy ban trên cũng yêu cầu người dân liên tục cập nhật diễn biến của bão để có cách ứng phó kịp thời. Hiện Mexico vẫn đang khắc phục hậu quả của hai cơn bão nhiệt đới Ingrid và Manuel đổ bộ hồi tháng trước. Đây là lần đầu tiên trong hơn 5 thập kỷ qua, quốc gia Bắc Mỹ này phải hứng chịu đồng thời hai cơn bão nhiệt đới, khiến 157 người thiệt mạng, 1,7 triệu người bị ảnh hưởng, rất nhiều nhà cửa, cầu đường bị phá hủy, với tổng thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đô la Mỹ.